Trong buổi họp lớp sau 20 năm, tôi nhận ra ba quy luật không thể đúng hơn về cuộc sống. Đường dễ đi là đang lao dốc, khó khăn là vì bạn đang đi lên. Mỗi món quà thượng đế ban tặng đều được đánh dấu cái giá phải trả. Cuộc sống tuy tàn nhẫn nhưng rất công bằng, không có nền tảng vững chắc, nhà cao tầng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Không có sức mạnh chống đỡ, cho dù có bạn có bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ trở thành ảo ảnh. Khi trở về quê vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Huỳnh Hạo Đông, 39 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc đã tham gia vào buổi họp lớp sau 20 năm. Gặp lại bạn bè sau nhiều năm, cuộc sống của những người xưa ngồi chung lớp giờ đã khác nhiều. Từ những người bạn học cũ của mình, Huỳnh Hạo Đông khám phá ba định luật sắt đá quyết định thành công của cuộc sống. Điều quyết định thành công của một người là những khả năng không có trong bài kiểm tra học kỳ. Khi còn đi học, chúng ta thường có quan điểm học sinh có điểm xuất sắc đồng nghĩa với việc có thể vào một trường đại học tốt, có được công việc tốt và một cuộc sống tốt. Nhưng sau khi biết được câu chuyện của người bạn cùng lớp, chàng trai 39 tuổi này cho rằng những người có xuất phát điểm thấp cũng có thể đổi đời thậm chí còn đi nhanh hơn. Trong lớp của anh có một người bạn học cấp 3 có học lực bình thường, anh ấy cũng chỉ thi vào một trường đại học khoa học kỹ thuật với số điểm thấp, nhưng sau khi tốt nghiệp, người này được mời vào làm việc tại một công ty trò chơi nổi tiếng với vị trí thiết kế trò chơi. Quan tâm đến các trò chơi này từ khi còn nhỏ, sau khi vào đại học, anh đã tự học lập trình về các loại game. Sự kiên trì với ước mơ đã giúp anh kiếm được hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Sau khi một người bạn khác trong lớp thi trượt đại học, anh nam tiến để kinh doanh. Nhờ sự linh hoạt, anh nhanh chóng bắt kịp xu hướng thương mại điện tử và kiếm được nhiều tiền. Trong những năm tiếp theo, dẫu trải qua những thăng trầm song anh vẫn đứng vững trên con đường mình đã chọn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, một người bạn trong lớp làm công nhận tạm thời tại công ty gần nhà với mức lương ít ỏi nhưng luôn có khát vọng vươn lên. Trong thời gian rảnh rỗi, anh thường đọc nhiều loại sách khác nhau đồng thời hợp tác viết bài cho các công ty truyền thông. Hiện tại, anh trở thành một người người sáng tạo nội dung có tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Trong số 45 bạn học cùng lớp của Huỳnh Hạo Đông, 30 người trong số họ thi đỗ đại học. Tuy nhiên, cũng chỉ có một vài người đạt điểm cao và cuộc sống của họ không tươi sáng như những gì tưởng tượng. Ở thời điểm ban đầu, Huỳnh Hạo Đông nghĩ rằng những học sinh vào được trường đại học tốt sẽ có xác suất thành công cao hơn. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, anh bắt đầu nhận ra rằng trong nửa sau của cuộc đời, điều quyết định đến thành công là khả năng không được kiểm tra trong những kỳ thi. Nếu bạn đam mê một lĩnh vực nào đó và kiên trì nghiên cứu về nó thì bạn hoàn toàn có thể biến cuộc sống tầm thường của mình trở nên tỏa sáng. Chỉ bằng cách duy trì khả năng học tập suốt đời, chúng ta mới có thể tự tin an cư lạc nghiệp trong thời đại này. Hạnh phúc là được làm điều mình muốn. Một nhà sử học Trung Quốc từng nói rằng nhiều người muốn theo đuổi cuộc sống chuẩn mực, bao nhiêu tuổi thì mua nhà, bao nhiêu tuổi thì mua xe và đạt được vị trí gì trước bao nhiêu tuổi. Đôi khi chúng ta gắn mắc thành công một cách thống nhất nhưng lại quên rằng hạnh phúc của một người là khác nhau trong số các bạn học cùng lớp của tôi không ai có tài năng kinh doanh kiệt xuất cũng không ai được liệt kê trong danh sách người giàu có hàng đầu nhưng họ chọn đi theo đam mê của bản thân mỗi người đều bước vào mảnh đất màu mỡ của cuộc đời mình là học sinh có điểm số cao nhất lớp trong kỳ thi đại học lý phúc giang được nhận vào khoa kiến trúc của đại học thanh hòa trong thời gian theo học đại học anh cũng đạt điểm xuất sắc và giành được một số giải thưởng liên quan đến kiến trúc với tất cả những gì đã đạt được trong suốt những năm tháng đại học mọi người sẽ nghĩ anh trở thành một kiến trúc sư hàng đầu tuy nhiên chỉ sau vài năm đi làm anh đã nghỉ việc và trở thành một blogger du lịch dù biết sẽ không được nhiều người ủng hộ quyết định này nhưng anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc khi được đi và đến những nơi mình thích điều này đã cho huỳnh hạo đông biết thêm một quan điểm mới về cuộc sống những người sống tốt nhất chưa chắc là người thành công nhất mà là người được làm với đam mê của chính mình hóa ra cuộc đời không có cái tốt cái xấu cái gọi là hạnh phúc chẳng qua là được sống với những gì mình mong muốn theo đuổi sự vĩ đại cũng được bằng lòng với thực tại tầm thường cũng chẳng sao miễn là chúng ta được sống theo mong muốn của chính mình đã là một thành công con đường dễ dàng là đường đi xuống dốc nói đến đây mọi người có thể bất ngờ về cuộc đời của một bạn nữ trong lớp sau khi tốt nghiệp đại học đa số mọi người phải vật lộn với công việc đầu đời cô gái này lại chọn kết hôn với một doanh nhân thành đạt và sinh cậu con trai kháu khỉnh trong những năm sau đó, mọi người thường ghen tị với cuộc sống của cô. Khi chúng tôi bị xếp mắng té tát, cô ấy lại đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Khi chúng tôi phải đứng hàng giờ để chờ xe buýt thì cô đã được xe đưa đón tận nơi. Tuy nhiên, tình trạng này không kéo dài được lâu. Vài năm sau cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô dần trở thành một người phụ nữ u sầu. Không biết liệu cô có hiểu được chân lý đằng sau sự thoải mái luôn có cái giá phải trả. Trong những năm cô đang hưởng thụ cuộc sống, những người bạn khác đã vượt qua kỳ thi CPA và từ một công ty nhỏ nhảy lên công ty lớn hơn. Tiền lương vì thế cũng tăng gấp đôi. Bạn thấy đấy cuộc sống tuy nhàn nhẫn nhưng cũng rất công bằng. Nhà văn Serti Fanzerwitz từng nói, món quà nào của số phận cũng đều được đánh dấu cái giá phải trả. Không có nền tảng vững chắc, nhà cao tầng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Không có sức mạnh chống đỡ, cho dù có bạn có bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ trở thành ảo ảnh thế giới này không bao giờ ổn định chỉ có dựa vào chính mình bạn mới có thể tự tin tiến về phía trước